Chào mọi người đến với kênh Gốc của Lộc. Như các bạn đã biết, Vũng Tàu là một thành phố du lịch biển rất là được nhiều bạn trẻ yêu thích, bởi vì nó vừa gần thành phố Hồ Chí Minh, nó có nhiều địa điểm nổi tiếng và giá cả đi du lịch cũng khá là phải chăng. Nhưng mà ẩn bên trong đó có những cái nơi gọi là tâm linh và rất là hoang sơ ở tại Vũng Tàu mà các bạn có thể là chưa biết. Đó chính là Miếu Hòn Bà. Hôm nay mình sẽ dậy thật sớm và dẫn mọi người đến Miếu Hòn Bà để tham quan nha. Để đi đến Miếu Hòn Bà có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ thuê các thuyền của các ngư dân hoặc là các bà con ở đây để đi thuyền ra ngoài Miếu Hòn Bà. Cách thứ hai là các bạn có thể canh những ngày nước rút, thủy triều rút, thì đó là những ngày 14 hoặc là 15 âm lịch. Hôm nay mình rất là may mắn khi là mình đến Miếu Hòn Bà vào buổi sáng. Buổi sáng nước rút vào lúc 7 giờ sáng và nước sẽ dâng lên vào lúc 9 giờ. Cho nên các bạn khi mà ra đây á, các bạn nhớ tranh thủ nha. Mình sẽ sắp xếp cái thời gian đi tham quan trong đảo và thời gian về để tránh khỏi bị kẹt trên đảo nha các bạn. Sau tầm 20 phút mình lội bộ trên cái con đường đá rất là lởm chởm thì mình cũng đã đến Miếu Hòn Bà rồi. Thì cái Miếu Hòn Bà từ dưới chân đảo đi lên Miếu Hòn Bà sẽ đi qua một cái con đường tam cấp rất là gồ ghề. Ở đây thì hai bên có rất là nhiều cây sứ và những cây cau rất là đẹp. Theo tìm hiểu thì mình biết là Miếu Hòn Bà thờ Thủy Long thần nữ. Ở đây thì sẽ diễn ra những cái ngày lễ lớn vào là tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Biệt nhất là vào tháng Giêng âm lịch, rất là nhiều bà con đến đây rất là đông đúc. Họ đến đây để cầu xin may mắn, cầu xin cho bản thân mình. Ngoài ra có rất là nhiều người đến đây để cúng dường nữa các bạn. Hòn đảo này đã có từ lâu, nhưng mà đến năm 1881, một người ở miền Trung tên là Hồ Văn Minh đã đến đây và xây dựng nên ngôi miếu này, đặt tên là Miếu Hòn Bà. Về sau năm 1939, có một vị sĩ quan người Pháp đã bắn 3 phát đạn vào ngôi miếu và chỉ có một phát đạn trúng vào góc của ngôi miếu thôi. Một thời gian sau, vị sĩ quan này do dùng súng bất cẩn mà đã chết. Thì cái lý do chết người ta cũng không biết lý do như thế nào. Về sau, thực dân Pháp đã đặt tên cho hòn đảo này gọi là hòn đảo Achinat, lấy tên của vị sĩ quan đó. Nhưng mà bà con ở Việt Nam và ở Vũng Tàu thì vẫn gọi miếu này gọi là Miếu Hòn Bà và đảo Hòn Bà. Quan sát ban đầu của mình thì ngôi miếu này đã được nhiều lần tu sửa lại, nhưng mà có rất là nhiều hạng mục bị xuống cấp, những cái vách tường nó bị nứt này các bạn. Ở đây không chỉ thờ Thủy Long thần nữ mà còn thờ thêm Bồ Tát, thờ Sơn Thần. Người dân đến đây ngoài để cầu nguyện, còn có những bạn trẻ đến đây có thể chụp hình hoặc là mình thư giãn, bởi vì xung quanh đảo này rất là đẹp nha. Xung quanh thì rất là nhiều cây sứ, sóng vỗ rì rào. Ngoài ra thì đảo Hòn Bà còn có mang cho mình một cái vẻ hoang sơ rất là đẹp. Cho nên đây là một địa điểm bạn nên phải tới khi đến Vũng Tàu nha các bạn. Sau khi tham quan bên ngoài của Miếu Hòn Bà xong thì bây giờ mình sẽ tiến vào trong để mình quay cái quang cảnh bên trong cái chính điện cho các bạn xem nha. Bên trong rất là nhiều cô chú anh chị đang cầu nguyện cho bản thân mình. Phía bên này có một cái rương để cho những ai muốn cúng dường hay là muốn đóng góp cho miếu thì có thể bỏ vào đây nha các bạn. Đằng kia có hai cô đang xin xăm. Xin xăm là một trong những cái nét văn hóa của tâm linh của người dân Việt Nam đó các bạn. Cũng là một cái nhu cầu tâm linh của bà con. Người ta có thể tin vào cái quẻ xăm đó hoặc là có thể không tin. Nhưng mà các bạn cũng nên chú ý là cái phần sinh xăm này không phải là một cái gì đó mê tín dị đoan nha, mà là một cái văn hóa của người Việt Nam ngày xưa các bạn.
Mình sẽ đi dạo vòng quanh của đảo Hòn Bà và quay phim lại. Sau đó mình sẽ đến địa điểm tiếp theo cho các bạn xem. Địa điểm tiếp theo là một cái miếu nằm ở Mũi Nghinh Phong, cũng rất là tâm linh và rất là huyền bí nha các bạn. Mình đang có mặt ở Mũi Nghinh Phong tại thành phố Vũng Tàu. Ở đây thì có một cái cổng rất là được nhiều bạn trẻ đến đây chụp hình check-in ở đây, bởi vì nó rất là đẹp nha. Vừa bước chân ra khỏi đây thôi, các bạn có thể thấy là nguyên cái vùng biển sóng vỗ rì rào, cái không gian rất là hoang sơ, rất là đẹp. Ở đây là những cái tòa nhà người ta bỏ hoang, mình không biết tại sao nữa, nhưng mà mình thấy rất là nhiều cái nhà họ bỏ hoang. Ở đây thì mình có thể buổi sáng mình đến đây mình chụp hình, hoặc là buổi chiều mình có ánh nắng mình chụp hình rất là đẹp nha. Bây giờ gió rất là to, cái bãi biển chỗ này mình nghĩ là các bạn không nên đến đây để tắm đâu, rất là nhiều đá sắc nhọn nha, rất là nguy hiểm. Như mình nói, ở phía bên này có một cái miếu. Cái miếu này thờ cũng khá là nhiều vị. Mình thấy là có thờ thần Thủy Long, thần nữ, thờ Bồ Tát và thờ một số ông địa và ông thần tài các bạn. Bây giờ mình sẽ vô trong quay cho các bạn xem. Nếu các bạn muốn tìm hiểu cái địa điểm này nên đến vào buổi trưa hoặc là buổi sáng, bởi vì đến buổi chiều thì nó khá là âm u. Ở đây có ghi chữ là nơi tôn thờ, xin tôn trọng. Cái khu vực này rất là sạch sẽ và trang nghiêm, lúc nào cũng có khói nhang hết. Mình nghĩ là người dân ở đây chăm sóc cái ngôi miếu này rất là thường xuyên. Đến thành phố Vũng Tàu, ngoài những cái địa điểm mà mình cảm thấy nó có tính chất giải trí thì mình có thể là mình tham quan những chùa chiền, những cái nhà thờ hoặc là tượng Chúa Giêsu giăng tay và những cái ngôi miếu như thế này. Mình cảm thấy là bà con ở Vũng Tàu có cái nhu cầu tâm linh rất là cao. Người ta sẵn sàng thờ cúng và xây dựng lên những cái ngôi miếu đông đúc như thế này. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra khỏi cái khu vực miếu này và mình sẽ đi bộ thẳng lên cái Mũi Nghinh Phong. Ở trên đây nó rất là cao, nó nằm trên một cái ngọn đồi và đứng trên đây các bạn có thể nhìn được ra bãi trước, bãi sau, nhìn thẳng ra chúa tượng Chúa giăng tay luôn các bạn. Cái phía này rất là dốc và nó không có một cái gì che chắn hết. Các bạn có thể ngồi đây mình ngắm cảnh, nhưng mà các bạn chú ý là đừng có ngồi sát ra cái phía ngoài, ở dưới là toàn là vật, là toàn là đá không nha các bạn.
Ở đây có một khu vực của quân đội thì các bạn tránh đến đây làm phiền hoặc là chụp ảnh nha mọi người. Mọi người hãy đi lên cái con dốc ở phía bên bên đây nè. Rồi đi thẳng lên mình có thể tham quan bên đây. Này gió khá là to, mình cầm camera nó có thể bị hơi rung lắc nha mọi người. Cảnh khá là đẹp, mà các bạn có thể dẫn người yêu đến đây để cầu hôn thì cũng rất là ok đó. Vậy là kết thúc một ngày đi chơi của mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi dạo ăn uống, sau đó mình sẽ lên ngọn hải đăng vào buổi tối để ngắm thành phố Vũng Tàu vào ban đêm. Các bạn hãy đi theo chân mình nha. Mình đang ở đây ngọn hải đăng vào buổi tối. Ở đây thì các anh sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ, thì các bạn tầm 8 giờ các bạn xuống là vừa rồi nha. Ở trên đây thì rất là đẹp. Các bạn, mình nghĩ là các bạn có nhiều bạn mình chưa ngắm được thành phố Vũng Tàu từ trên đây mà buổi tối đúng không? Trên đây nuôi khá là nhiều chó, khoảng 6 con nha mọi người. Con nào cũng rất là hiền, không có cắn ai hết đâu. Bây giờ mình sẽ ra cái phía bên, cái phía này là cái phía dốc mà đi lên ngọn hải đăng này mọi người. Thành phố Vũng Tàu thì đêm rất là đẹp nha, rất là nhiều ánh đèn. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký để nhận được những video mới của mình mỗi tối thứ 7 nha.